Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với những nội dung chính sau đây. Nhân rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Hưng Nguyên. Giáo dân Cờ Lò góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương. Quỳnh Lưu chuẩn bị hải sản phục vụ Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Hưng Nguyên luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực hưởng ứng, thực hiện và đang ngày càng nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện phong trào người Công giáo thi đua phát triển kinh tế, nhiều năm qua, gia đình giáo dân Nguyễn Đình Nghĩa, xóm 4 thuộc giáo xứ Yên Thịnh, xã Hưng Yên Bắc, luôn được biết đến là hộ tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Ngoài làm nông nghiệp, ông còn đầu tư chăn nuôi gà ri thả vườn đồi. Trung bình mỗi năm, ông nuôi gối vụ 6 lứa, mỗi lứa 500 con trở lên. Do gà của ông chăn nuôi thả vườn đồi nên chất lượng thịt thơm ngon được thị trường ưa chuộng. Trung bình mỗi năm, ông xuất chuồng hàng tấn gà thương phẩm, trừ chi phí, gia đình ông cũng lãi hàng chục triệu đồng. Nói chung gia đình thì cũng chăn nuôi đứng nhỏ lẻ, nhưng mà một năm thì ông được chăn nuôi được 6 lứa gà, một lứa thì cũng được khoảng 500-600 con chứ đó thôi, nhưng mà cùng mức nuôi xiên kè thì một năm là được 6 lứa. Thì một lứa thì ông thu nhập thì cũng không đáng kể, thì 100 gà thì ông máy chứ được là 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Còn ông Nguyễn Đức Năng, xóm 1, đã vay mượn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng mua các loại máy múc, xe trộn bê tông, nhận thầu các công trình xây dựng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 đến 20 lao động. Mỗi người lao động ông trả công từ 350 đến 500 ngàn đồng một ngày. Cùng với nhận thầu các công trình xây dựng, ông còn đầu tư hơn 2 hectare trang trại trồng cây và thả cá. Trừ các khoản chi phí, ông lãi trên 300 triệu đồng. Qua cái chương trình gia đình tôi thì đi đổ bê tông thì một năm tôi trả cho công nhân rồi thì thu hoạch lại còn được khoảng phải 300. Và hướng tới thì tôi cũng định là làm cái trang trại. Trên trang trại thì hiện nay đất đai gia đình tôi đã có. Thì mô hình của tôi là muốn là làm cái trang trại dê hoặc là trang trại là gà gì đó. Hưng Yên Bắc là xã bán sơn địa, tỷ lệ giáo dân chiếm gần 70%. Đồng bào Công giáo xã Hưng Yên Bắc luôn phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động địa phương. Những năm gần đây thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bà con giáo lương Hưng Yên Bắc đã đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 2020, Hưng Yên Bắc đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đón Giáng sinh năm nay, đời sống tinh thần vật chất được nâng lên, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Phong trào giáo dân của xã Yên Bắc trong những năm gần đây là phát triển kinh tế rất là mạnh mẽ, đặc biệt là con em đi xuất khẩu lao động và là giết mổ với đứa buôn bán gà vịt đi vào cho thành phố Vinh, là xây nhà, xây dựng kiện thiết nhà cửa rất là ổn định, đặc biệt là công tác đoàn kết giữa giáo với lương rất là khăng khít. Trong cái thời gian vừa rồi thì anh em lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân chúng tôi đây cùng quan tâm chỗ chức sắc chức việc thì là đi lại rất là khăng khít đoàn kết. Hưng Nguyên hiện có 21% đồng bào Công giáo sinh sống tại 46 khu dân cư thuộc 11 xã thị trấn. Những năm qua, giáo dân Hưng Nguyên đã tích cực hưởng ứng phong trào đoàn kết lương giáo, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong 5 năm gần đây, giáo dân Hưng Nguyên đã hiến 12.600 m² đất, góp trên 10 tỷ đồng và 25.000 ngày công, làm được 2,5 km đường bê tông. Có 11 trên 11 xã có đồng bào Công giáo đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa trên 85%. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của bà con giáo dân đạt 46 triệu đồng trên người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Tại các khu dân cư, giáo dân Hưng Nguyên còn tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng, chấp hành các quy định của địa phương. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng giáo, như mô hình giáo xứ an toàn tại xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, mô hình tổ tự quản tại các xóm giáo. Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện và cơ sở sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cho đồng bào tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và đặc biệt trong dịp Noel năm nay thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều hoạt động như là thăm hỏi, tặng quà, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ để góp phần cùng đồng bào giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Một năm mới đã đến,
đồng bào Công giáo Hưng Nguyên ngày càng nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của người dân, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng nhân dân toàn huyện sớm đưa Hưng Nguyên trở thành huyện nông thôn mới. Thưa quý vị, thị xã Cửa Lò hiện có hơn 8.000 đồng bào theo đạo Công giáo. Thời gian qua, giáo dân Cửa Lò luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực trong lao động sản xuất, thi đua phát triển kinh tế, đồng lòng cùng toàn dân xây dựng và đổi mới quê hương. Gia đình giáo dân Nguyễn Thị Vân, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò đã có gần 20 năm bám biển kinh doanh nhà hàng phục vụ khách du lịch. Vậy nhưng, ngay khi có chủ trương thị xã về giải tỏa ki ốt phía đông bãi biển, trả lại mặt bằng sạch cho thị xã, gia đình là một trong những hộ tiên phong đi đầu. Vốn nhạy bén trong kinh doanh và có nguồn khách ổn định, gia đình đã nhanh chóng tiếp cận xây mới nhà hàng tại phía Tây. Đã làm được cũng là lâu năm rồi, nên vào đây tôi cũng có kinh nghiệm là khách tựa cũng là đông đủ và chúng tôi cũng nhiệt huyết với là đồng tình với lại chủ trương của nhà nước đã giải tỏa mặt bằng ở ngoài kia. Cửa Lò hiện có 2 giáo xứ và 5 giáo họ và hơn 8.000 đồng bào theo đạo Công giáo. Nhờ làm tốt công tác dân vận, giáo dân Cửa Lò luôn tích cực hưởng ứng các chủ trương, đường lối và các phong trào của địa phương, xây dựng đời sống văn hóa xã hội, chăm lo phát triển kinh tế. Nhiều giáo dân trở thành tấm gương sáng vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, bám vào phát triển du lịch địa phương, nhiều mô hình kho đông lạnh, bể thu mua hải sản của các giáo dân đi đầu có hiệu quả kinh tế cao. Nhiều năm đi hết dịch rồi, nuôi hải sản đấy thì cũng có một cái năm nói chung cũng làm ăn cũng nói khẩm khá hơn. Nói chung là năm đi để gia đình với lại cộng đồng chứ là đón một cái Noel là vui vẻ và hạnh phúc. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao, tư tưởng phấn khởi, đồng lòng nên không khí đón Noel của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn thị xã rất phấn khởi. Năm nay, bà con háo hức chuẩn bị sớm hơn cho ngày lễ lớn. Thời điểm hiện tại, các giáo xứ, giáo họ đã trang hoàng thật đẹp nhà thờ và các con đường xóm đạo lung linh sắc màu để đón một mùa Giáng sinh an lành. Công tác chuẩn bị thì bọn em đã chuẩn bị gần hơn một tháng nay để hoàn thiện cho ngày lễ vừa là quan thầy mà vừa là ngày lễ Noel của giáo xứ Cửa Lò được hoành tráng hơn, tốt đẹp hơn. Bà con giáo dân hết sức là vui mừng, phấn khởi là để mà thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của nhà nước. Và cái không khí Noel năm nay cũng hết sức là nhộn nhịp, các cái giáo xứ, giáo họ cũng tổ chức trang trí rất là đẹp để đón mừng một cái Giáng sinh và để đón mừng một cái năm mới để an lành. Cùng với toàn dân, giáo dân Cửa Lò đã và đang khẳng định vai trò là một bộ phận không tách rời, là lực lượng quan trọng đồng hành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Mỗi người Công giáo Cửa Lò là một người công dân tốt, thi đua yêu nước, tiếp thêm sức mạnh đoàn kết, xây dựng quê hương Cửa Lò ngày càng khởi sắc. Xác định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng các mặt hàng hải sản sẽ tăng cao. Chính vì vậy, hiện nay tranh thủ những chuyến tàu về, người dân vùng biển Quỳnh Lưu đang hối hả sơ chế các loại cá mực, đồng thời chuẩn bị nhiều kho đông lạnh để cất trữ hàng hóa, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Gia đình chị Trần Thị Hoàn là một hộ kinh doanh và chế biến hải sản lâu năm tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ biển sẽ tăng cao vào dịp cuối năm. Nên thời điểm trước Tết Nguyên đán, khoảng 2 tháng, chị Hoàn đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để thu mua các loại hải sản như mực khô, cá thu, tôm tươi, mực tươi, sơ chế, phân loại và đóng gói cất giữ trong kho đông lạnh. Trung bình một tháng gia đình chị thu mua và xuất bán khoảng 2 tấn hải sản các loại, nhưng riêng vào dịp Tết, nhu cầu tăng gấp 3 đến 4 lần. Do vậy, để đảm bảo chất lượng hải sản tươi ngon, gia đình chị đã xây dựng 2 kho đông lạnh để bảo quản hàng hóa được lâu và giữ được độ tươi. Gia đình tôi chỉ khoảng 3 tấn, các mặt hàng là mực khô, mực tươi, tôm, cá thu. Cách bảo quản tốt nhất là chỉ có bỏ thùng xốp bọc báo bọc ni lông, bỏ vào kho đông mà người ta bảo quản là kín là được thôi. Hiện nay không chỉ cơ sở chế biến hải sản mà các làng nghề chế biến nước mắm ở Quỳnh Lưu cũng đang hối hả chuẩn bị hàng Tết. Toàn huyện có 5 địa phương có làng nghề chế biến nước mắm truyền thống với hơn 2.000 hộ làm nghề. Trung bình một năm, bà con huyện Quỳnh Lưu chế biến khoảng 40 triệu lít nước mắm các loại.
Để chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Nguyên đán, các hộ sản xuất chế biến nước mắm đã phải chuẩn bị nguyên liệu muối cá từ trước để có đủ các sản phẩm ruốc, nước mắm đảm bảo chất lượng thơm ngon bán vào dịp Tết. Cái khu vực chế biến làm đây là rất chi là sạch sẽ, đó chị em cũng thấy. Trong đó, trong quá trình khi làm ra sản phẩm thì bán quanh năm, người đến mua xỉ mua lẻ. Nhưng chuẩn bị cho ngày Tết thì hàng hóa đã chuẩn bị sẵn đó, cho nên là hàng tiêu dùng khi người ta đến mua là người ta đã nhìn thấy cái cơ sở và cái sạch sẽ, người tiêu dùng người ta đã yên tâm. Với khối lượng tàu thuyền hơn 800 chiếc, mỗi năm ngư dân Quỳnh Lưu đã cung cấp cho thị trường nguồn hải sản phong phú với sản lượng trên 80.000 tấn. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết bất lợi, giá xăng dầu tăng cao nên ngư dân ra khơi gặp không ít khó khăn. Tổng sản lượng khai thác cả năm ước đạt 75.000 tấn với giá trị thu về khoảng 3.000 tỷ đồng. Để nâng cao giá trị các mặt hàng hải sản, huyện Quỳnh Lưu đã quan tâm chỉ đạo các xã vùng biển tuyên truyền vận động ngư dân tích cực đầu tư ứng dụng công nghệ vào chế biến sản phẩm như cá khô, mực khô, tôm sấy khô để đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Trung bình giá trị hàng hóa sau khi được chế biến sẽ tăng từ 20 đến 30% so với hàng tươi. Và để chuẩn bị cho cái dịp Tết thì bà con thời gian qua cũng đã rất là tích cực đi khai thác và cũng thu được một nhiều loài cá có giá trị như cá thu, cá hố, rồi mực. Ngoài ra thì cũng nhiều sản phẩm được bà con quan tâm chế biến như là mực khô, rồi tôm sấy, rồi các loại chả. Đồng thời là các xã cũng đã quan tâm các sản phẩm như tôm sấy cũng như là mực khô để xây dựng cái sản phẩm ô cốp của Quỳnh Lưu. Hiện nay, các sản phẩm hải sản chế biến của ngư dân Quỳnh Lưu được đánh giá có chất lượng thơm ngon và tiêu thụ ở khắp các tỉnh trong cả nước. Tuy nhiên, để tăng giá trị các loại hải sản, huyện Quỳnh Lưu đang định hướng bà con ngư dân chú trọng vào khâu chế biến, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tiến tới xây dựng đạt tiêu chuẩn ô cốp. Từ đó có thể quảng bá thương hiệu cũng như tạo hành lang pháp lý để các mặt hàng đặc sản của ngư dân tiếp cận với thị trường xuất khẩu, góp phần tăng nguồn thu nhập cho bà con cũng như tạo thêm điểm nhấn nông sản sạch cho huyện Quỳnh Lưu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các địa phương, huyện Quỳnh Lưu, huyện Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò đã phối hợp thực hiện chương trình này. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.